lên trên em quả top end của sale. Nhưng mà đôi này thì cũ rồi, mặt bút vẫn còn rất là ngon luôn, kiểu nó không bị xước lòng ấy, nên mua về sưu tầm. Sale Total Contact Ultimate, đôi này thì có giá mới rơi khoảng tầm 2,8 triệu. Rất là ngon luôn, nhưng mà giờ hết hàng rồi, có tiền cũng không mua được. Về mình đã sạch bằng dung dịch giặt căng chuyên dụng rồi, nhưng mà nó vẫn không thể sạch nổi, kiểu bút nó vẫn cứ đen đen. Chắc là bạn này chơi ở sân nhân tạo xong về cứ vứt đấy không giặt đấy. Phần backhand của sale vẫn được thiết kế khá là kín, kiểu thiết kế chuyên trời mưa, hạn chế nước và đôi găng nhất có thể đấy. Sale thì vẫn chủ yếu sử dụng đấm bóng bằng latex thôi. Backhand của sale thì mình thấy toàn hư trước phần mặt mút thôi. Mút của sale cho độ bền khá là ổn đấy. Phần này thì làm bằng cao su, mới đầu nó sẽ hơi cứng một chút, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ mềm lại. Mút cũ rồi nhưng mà lòng vẫn rất là ngon luôn anh em nhé. Còn cái phần xước ở đầu ngón tay thì anh em cứ ném bóng là bị thôi. Tay quấn của tay dạng một vòng, có chun co giãn và làm bằng chất liệu latex anh em nhé. Và cái phần tay quấn này mình thấy cũng rất là kém bền luôn. Sử dụng mặt bút Adhesion Ultra dày 4mm. Sale thì anh em biết rồi, sự lựa chọn tốt nhất cho trời mưa. Sale của phiên bản cũ thì sẽ giảm từ 0.5 size cho đến 1 size nhé. Ví dụ như mình, bình thường mình đi 9 thì sale này mình sẽ đi 8 hoặc 8.5. Đây, đôi này size 8.5 và mình size 9 mình đi vừa đây. Bản này của sale thì sử dụng kiểu ngón X-band Curse, cái diện tích tiếp xúc bóng rất là to luôn. Form găng và độ ngon của đôi này thì là cái ghế rồi, bởi vì không phải bàn. Nhưng mà backhand và tay quấn của tay thì lại hơi kém bền, nó là một cái khuyết điểm ấy. Và tiếp theo nữa là giá tiền hơi cao. Đôi này về mình đã giặt bằng dung dịch giặt găng chuyên dụng rồi, cũng dưỡng ẩm và bảo quản lại rất là kỹ rồi. Ngoài ra anh em nào muốn tham khảo những dòng top end size 89 thì có thể liên hệ mình nhé. Chắc chắn giá sẽ tốt hơn shop bán anh em nhé.